Chào mọi người thấy cái đa hiệp sĩ của mình nó hơi đồ quả xấu hơn và mọi thứ nó xấu đúng không? Tại vì đây là cái bản like, cái bản nhẹ dành cho chơi máy. Mình đã xóa cho này rồi. Thật sự đó là một tin khá là buồn, mình đã xóa rồi. Nhưng mà tại sao mình lại quay trở lại đây một lần nữa? Bởi vì nó có cái sự kiện. Lần đầu tiên mình thấy game ra sự kiện, tại vì lúc đầu mình chơi cái game nó rất là chán, nó có một cái bản rất là chấm. Mình đã làm rất là nhiều content. Rồi, thì sự kiện nó chiều nay mới ra. Nhưng mà mình sẽ ngồi ở đây và mình nói cho các bạn biết một cái vấn đề mà mình đặt ở tiêu đề, đó chính là bạn có nên vô thế giới gương không? Thế giới gương nó là một cái khu để cho các bạn vào. Và năm văn thì tuyệt đối không được vào. Mọi người thấy ngọc của mình từ 400 ngọc còn có nhiêu đây? Là vì mình làm cái content đó. Content 24 tiếng vào thế giới gương. Mình thấy game Pay to Win đó mình cay với mình xóa luôn. Mình xóa hết tất cả video, xóa cả game. Có sự kiện mình quay trở lại. Nếu mà sự kiện này nó lại là một cái sự kiện Pay to Win nữa thì mình sẽ xóa game này vĩnh viễn và không làm nữa. Bây giờ mình sẽ giải thích tại sao chúng ta không nên vào thế giới gương cho mấy ông năm danh cày chai. Đầu tiên là cày chai. Khái niệm cày chai là không nạp. Có nghĩa là 5 ngày. Bạn cày 5 ngày là được 5 ngọc. Mỗi ngày bạn sẽ làm chín cái nhiệm vụ hàng ngày, là bỏ đi cỡ 5-6 tiếng để làm chín cái nhiệm vụ hàng ngày được một ngọc, rất là phèn, cực kỳ hiệu năng luôn, rất là lâu. Trong khi đó ngập gặp online bạn đánh con quái là rất là ngập mỗi ngày. Còn nếu mà bạn chậm bạn treo 24-24 thì được 2 ngọc. Rồi thì 5 ngày bạn được 5 ngọc thôi mà bạn vô thế giới gương, bạn farm ra 1 tới 2 món đồ cam, chỉ số không full dòng bạn bỏ, tại bạn không có bán được, không ai mua. Đồ cam không full dòng cấp dưới 6x không ai mua, trừ khi đó là vũ khí. Trừ khi nó là vũ khí thôi, mà vũ khí cũng phải max dòng cơ. Vũ khí mà có 4 dòng ấy, thì phải là dòng chuẩn, dòng cực kỳ chuẩn luôn mới có người mua, còn không thì cũng chả có ai mua. Đó là một cái thực trạng khá là đáng buồn ấy. Thế cho nên là bạn đừng có vào thế giới gương nếu mà bạn là nam dân. À, cày chai chứ, bạn bỏ 5 ngày ra farm mấy món gác không ai mua, kinh nghiệm thì x2 á, nhưng mà x2 trong 2 tiếng, thà bạn treo chay trong 4 tiếng còn ngon hơn. Thậm chí là bạn treo qua đêm thì nó cũng cỡ từ 6 đến 8 tiếng rồi, bằng cái thế giới gương. Cái nguyên liệu không phá mà farm trong thế giới gương đúng không? Tôi sẽ cho mọi người xem tôi farm 24 tiếng là được bao nhiêu nguyên liệu, không tính cái mảnh sâm vàng trong người tôi nha. Bởi vì cái mảnh đó thì nó mua, tôi mua từ người khác. Ủa, ông gương đâu? Ở đây. Ủa? Ở đây gương đồ. Tôi farm được mấy cái nguyên liệu này nè. Đó. Mấy cái không phá là mấy cái tôi farm được á. Cái mảnh bạch kim này là từ Acolo tôi chuyển qua nha, chứ không phải là tôi farm được. Farm cứ đấy cái số mảnh bạch kim này trừ đi cho 20 là tôi farm là có 21 cái. 24 tiếng farm được 21 cái. Trung bình một cái thế giới gương farm được một mảnh bạch kim. Rồi mấy cái này không phá này. Đó, còn lại là từ Athlon chuyển qua hết cái mảnh khiên lầm này thì tôi không không biết tại sao tôi lại nhiều như vậy nữa. Sao đấy, nói chung là đây là những gì mà bạn bỏ 24 tiếng tương đương với 120 ngọc để farm trong thế giới gương. Và nếu mà bạn đổi qua theo kiểu cày chai thì bạn lấy 24 nhân cho 5 là 120. Quái, bạn bỏ 120 ngày ra để farm được bao nhiêu đây tài nguyên? Hồi 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 hay vào đó bạn hãy vào mê cung, tôi nói thật luôn, hãy vào mê cung. Mê cung là nơi của các cày chai. Mê cung vào 8 giờ, từ từ cái màn hình nó mờ quá mấy em, tôi vừa mờ vừa nhỏ nữa. 8 giờ sáng và 8 giờ tối vào 357 vào mê cung, bạn sẽ farm quái thôi, đừng có đi tới tầng 2. Bạn hít thì bạn đi, còn Athlon ấy, Athlon thì bạn hít thì bạn đi. Tại vì có đằng kia tôi còn nửa tiếng tôi đi tới tầng 2, đi hoài không vô cây. Thế cho nên là đằng sau đó là tôi farm còn 15 phút, tôi đi vô tầng 2, tôi đi hoài luôn, không vô thì thôi. Tôi kiểu ngồi farm hoài luôn. Farm ở cái mê cung này nó ra rất là nhiều nguyên liệu. Bạn nên vô đây mà farm. Một lần vào đây á, thì nó sẽ tốn 5 ngọc. Đấy. Thế cho nên là bạn thật sự là chỉ cần vào mê cung và farm trong đây thôi là được. Chứ đừng có vô thế giới gương. Còn đối với năm chân thì sao? Khái niệm của nông dân á là nộp ít, có nạp nhưng mà nộp ít. Thế thì bạn cũng không nên vào thế giới gương như tôi đã nói rồi.
đừng như tôi. Mấy ông đã, mấy ông thấy số 400 ngọc của tôi nó biến mất không? Và đó là những gì tôi nhận lời. Hay là đó mấy ông hà mua vàng ấy. Mấy ông, một là mua vàng, hai là mua luôn nguyên liệu cường hóa bằng Việt Nam đồng, thì nó rẻ hơn dùng ngọc để đổi ra ở trong thế giới gương. Hai là đó mấy ông hãy đi mê cung cho tôi. Đúng vậy, mê cung là một cái content mạnh nhất trong cái trò chơi này. Không có content nào dành cho dân cày mạnh hơn cái content mê cung cả. Bởi vì dân cày đâu có đi PvP hay là đi săn boss được đâu, săn đợi mấy thằng nạp đâu. Chứ lại mấy thằng nạp nó còn có cái trò nữa là boss trong đây nó chỉ ra con khu à, mấy thằng nạp nó kẹp nguyên cái bàn nó vô, hay là clone nó vô đúng một khu thế là xong. Cái này đang được nó có một cái drama trên Facebook ấy, không biết là ai fix chưa, nhưng mà nó tương tự như vậy. Thì bạn cứ cho vô đây là farm thấy không, mình sẽ đợi tới chiều nay để xem qua event như nào rồi tính tiếp. Hiện tại đã là 3:30 rồi, để coi mọi người. Ừ, sự kiện nó sẽ là chỗ đầu viên, nhưng lần này thì lại không có. À, sự kiện này là độc quỵt, quỵt xuất hiện khu vườn sao là cấp dưới 30, tôi hiện tại cấp trên 30 rồi. Ở khu đòi ký ức là cái khu hiện tại của tôi rồi, thì mình sẽ tới đấy để chấp nhận coi giá của cái độc quỵt này như nào và đọc nó ra gì nữa. Đây 100 ngọc là cỡ cỡ đấy, 2,5 triệu, khá. Tôi đánh giá rất là hay, rất là hay mọi người ạ. AD của game biết giá hoàng được đấy. Sự kiện này à, không không đúng, để tôi trách cái giá ngọc cái không 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 nó hành gồm, nó đã hành gồng hàng online rồi, tôi không muốn nó hành gồng hàng online. Ai đây biết giá hoàng có nghĩa là 100.000 mua bằng mua giá hoàng ấy thì sẽ được 100 cái giỏ, nhưng mà không, đừng làm gì thì làm chứ đừng có hành ngọc gồng online. Mọi người biết tại sao không? Tại vì không phải tự nhiên mà cái ngọc gồng online nó lại đi gọi gồng hàng chứ. Có tự nhiên gồng hàng online mà người ta lại nghĩ, bởi vì á nạp tiền mua ngọc nó sẽ lời hơn so với dùng tiền trong game chơi quen, cái đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà đừng có lệch quá, lệch quá thì mấy thằng buôn nó sẽ hơi mệt ấy. Kiểu như là nếu mà giá vàng gần bằng giá ngọc thôi thì mấy thằng buôn nó vẫn sẽ còn đắt sau, sau kiểu người ta sẽ nhu cầu mua vàng đậm như kiểu kiểu Knight ấy, trong sự kiện Trung Thu đổi bằng vàng. Hồi đó mấy hàng dân buôn vàng kiếm hơi kinh luôn, tôi chỉ nhập vàng về tôi bán thôi được từ 50 cho đến 100.000, từ được cả đó đó các bạn xịn, chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn nha. Trái ngọc 200 là được 400 ngọc, là 200.000 được 400 giỏ, trong khi nếu mà bạn mua ở giá vàng hiện tại là 200.000 được có 200 giỏ, nghĩa là nạp sẽ được gấp đôi, chưa tính tới cái việc là bạn nạp càng nhiều nó sẽ càng ít cao. Thôi được rồi, mua 100 cái, 100 cái. Đó, tôi đã đánh giá rồi, giá vàng rồi nha. Rồi lắc. Oh shit. Tôi đã đánh giá rồi, giá vàng rồi. Giá vàng này nó không ổn lắm, người nạp sẽ có lợi thế hơn. Nó là gồng hàng online. Ok, mong là quà nó ngon. Nếu như mà giá của nó là gồng hàng online nhưng mà phần quà của nó là như Knight thì game nó ổn, chứ phần quà của nó mà dở dở ương ương ấy, tỷ lệ vĩnh viễn thì nó ít cái kiểu thôi cúp. Chúng ta sẽ đi tới cái chưa nè, đòi ký ức à, nhớ đòi ký ức hình như là nó hướng bên phải rồi phải, nó sẽ xuất hiện từ khu 1 đến khu 5, khó chịu. Cái bảng like này nó tự động như thế á, tại vì mình kiểu kiểu treo thôi. Khoe y đòi ký ức phát cái dịch chuyển kia, cái bản này đi như một hàng hù lường thế này. Nhưng mà tôi đi chừng nào tới cái đòi ký ức tôi quay trở lại nha. Sau một hồi chạy như là chạy marathon thì tôi đã tới cái chỗ đòi ký ức này, là cái chỗ tele từ cái nhà tele tới cái khu này tên là gì nhỉ,
thị trấn mùa thu, bạn hoàn toàn có thể tele từ nhà tới đây nha. Boss sau khi bị tiêu diệt 6 tiếng sau nó mới hồi sinh, và bạn phải tải phiên bản mới nhất. Đó là lý do tại sao mà cái game của tôi nó lại đồ lạ như thế này đó. Rồi nó sẽ xuất hiện từ khu 1 tới khu 5, mình sẽ chạy luôn, mình hết ngựa chứ hết bét rồi, mình cũng chả quan tâm để coi sự kiện này cho gì. À đúng rồi, AD cũng vừa cập nhật thêm là khu map cấp càng cao quái ra càng nhiều, cái này gần như là x2 tiềm năng sức mạnh luôn, gần như là x2 tiềm năng sức mạnh chính diễn, tại vì là nó cái bên đây đánh thường lẫn kỹ năng đều là AOE, mà đánh thường dính gấp đôi thì nó sức mạnh hơn gấp đôi đồ luôn. Nếu mà không thấy dịch từ khu 1 tới khu 5 thì bạn phải làm gì? Rất đơn giản, bạn chỉ việc farm quái gần bằng cấp của bạn, nó sẽ gây ra cái triệu hồi dịch. Mình đang có 100 cái vỏ trứng nè, mình sẽ farm thêm quái đi, bán nó mấy cái này, mấy cái này chả hiểu sao có đầy. Mà nếu mà quà nó như quần ấy, mình cũng không ghiếp à quay cái nít này hay là bán cái nít này đâu, giống như thời đại hiệp sĩ thôi, mình không muốn bán mấy cái nít, đơn giản là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi farm quái, chừng nào gây ra được triệu hồi mình sẽ quay trở lại. Bây giờ mình vẫn chưa farm được triệu hồi dịch nữa, mình đã đọc nhầm, có hai loại dịch chứ không phải là chỉ có một. Nhưng mà để xem cái phần quà giữa hai con như thế nào. Ở cái gì đây? Tinh hoa bét đồ mới này, bét cho mấy anh nhà thôi nên tôi cũng chả tới gì. Chúng ta sẽ có hai loại dịch, dịch đầu tiên là trứng bịch cỏ. Trứng bịch cỏ là mua bằng quà, ok mua bằng quà, nó sẽ ra được quà khi mà đánh con dịch, không biết là ra được như nhờ, chắc là không quà vốn đâu, quà này kiểu kiểu xịt ấy, nhưng mà hai quà xịt thì nó sẽ cho mình quà và được một con bét âm âm cái, bét cái và một con âm con từ 2 tới 3 ngày chứ không phải là vĩnh viễn. Còn trứng bịch sim là cái trứng mà mình bỏ ngọc ra thì sẽ được quà. Ô cái này tôi thấy ngon, cái trứng bịch sim được quà thì có thể sẽ đời vào đầu quà vốn á, bét đực nó gòi rồi rồi có điện rồi. Dành cho mấy ông không biết á, thì ghép bét thì phải có bét đực bét cái, hiểu cả hai luôn, cái bét đực cái bét cái. Bét âm con thì nó sẽ ra là xanh hoàng tím từ 2 tới 3 ngày, có tỷ lệ mở phải trứng ung người chơi sẽ không nhận được quà. Gì cơ? Trứng quỳnh sim là cái trứng nạp tiền để có mà có tỷ lệ không nhận được quà, đã thế mà nó còn bét chỉ là xanh vàng tím, trong khi cái con mà dùng hoàng thì nó lại là hoàng tím cam. Ok vậy là mấy ông bán vàng là hơi hơi bị đỉnh rồi đó. Được 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 được, sự kiện này thì mọi người sẽ bỏ vàng ra để chơi tốt, thế thì dân bu nó sẽ sống. Mấy ông ngạp chắc kiểu mấy ông chết mất, bởi vì bỏ ngọc ra nhưng mà quà không bằng mấy thằng kia, trong khi vậy thì nó sẽ kích được mấy ông bu ấy. Game phải có bu nó mới sống, mà cứ hiểu như vậy là được, đừng như gầm hằng cho quà hoàng, quà kiếm được từ trong game á, nó phới phới cực kỳ, còn quà ngọc thì nó mạnh một cách vô lý, trong đây thì nó ngược lại. Như vậy thì dân buôn sẽ rất là ngon. Chúng ta sẽ, nhưng mà nếu mà so về giá trị á, thì giá của cái vỏ hoàng nó sẽ bằng, kiểu như là hai người mua được 200 vỏ hoàng thì mấy ông có thể mua được 400 vỏ ngọc. Để coi đâu, để coi có lời không, nếu mà có lời thì tôi nghĩ là game nó không cho nhiều hoàng đâu, chở một 2k hoàng thôi. Nếu mà nhiều hoàng quá thì giá hoàng sẽ bị lạm phát đấy. Thật sự nếu mà nhiều hoàng quá thì giá hoàng nó sẽ không khác gì là nạp x2 cả. Chúng ta sẽ xem, ok quỳt quỳt chỉ xuất hiện ở những map sao hoặc là có thể đánh khi quái cách 10 cấp, hạn sử dụng là 1,5 giờ sau khi nhập. Nhưng mà cái này là quỳt cỏ mà, có con quỳt sim thì nó sẽ xuất hiện ở đòi ký ức. Ok, có 500 HP hả, 6 tiếng từ khi bị độc, giờ nó bị độc chưa? Anh em mình đi tới cái lò này thử. Từ khu 1 tới khu 5,
chắc là cũng ok, chắc cứ kiểu, kiểu tôi nghĩ rằng là trừ mấy ông đại gia ra thì mà làm gì có ông đại gia nào từ 30 tới 55, 30 tới năm đại gia thì chắc là 6 ít 7 ít hết rồi, có thể là 5 ít nhưng mà là cỡ 5 8 5 9 ít chứ không có kiểu mà tranh được đâu. Rồi chúng ta mới nãy khu 1 là không thấy con dịch nào đúng không, không thấy dấu hiệu của loài dịch, thế thì anh em mình qua khu 2 đá map một cái. À khứa này cũng đi đá map, khu này đông hết. Ê vô dịch 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 gõ một cái một đang tự động đánh đúng không. Ôi trời ơi sự kiện này không ổn rồi, mấy thằng đánh xa nó mình bị bỏ lại sau lưng luôn mà, mấy thằng đánh xa nó hưởng hết. Ừ đúng rồi, game nó còn vừa nép chiến binh nữa chứ, có nghĩa là chiến binh bây giờ xuống đá xã hội luôn. Tôi định tạo một cái ạc để mà chơi pháp sư chứ xã hội hết cú rồi, bút lên. Ôi trời ơi à đời ơi, có xem cái clip này á thì cho con dịch chạy chậm lại. Đấy, con dịch chạy chậm một tí không có chết ai đâu. Sát thủ chắc là cơ động hơn hả, nhưng mà nếu mà cơ động thì cũng chỉ là cơ động trong skill thôi, còn lại cũng phải đánh thường, khó chịu quá. Auto đó đánh đi, có được trứng chưa, đây trứng nào, trầm cảm biết gì không, thằng kia nó vừa đi vừa đánh rất là chiêu, mình chạy như một con chó, đến lúc mà con dịch nó bị đi tới đường cùng rồi nó quay ngược đi mình mới gõ đi vô đầu nó một cái. Đã thấy auto nó còn trong đây có auto quá sự kiện không chứ, auto nó đánh như thế này chịu ơi. Dịch đâu vậy, dịch đâu, ở à đây dịch, dịch 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 đang bị stun hả, chiêu gì nè, cái này chiêu gì, à chiêu dòng điện đứng đây một đánh là nào boost lên. Ủa cái chiếc bút này bây giờ được tăng sức mạnh hết ta, nó là giảm đam, hình như là giảm đam nhưng mà sau thời gian hồi nhanh được, hồi xưa tôi nhớ hồi lâu mà nếu mà nó giảm đam mà hồi nhanh ấy thì nó sẽ farm nhanh nhưng mà PvP thì nó không được cái one hit nữa, bù lại nó sẽ được cái độ ổn định. Ủa dịch đâu rồi, xong luôn. Bọn kia đúng kiểu đứng im đánh thường à. Đây rồi, dịch đây rồi. Hít cà cạp không. Ui giời. Phải đánh thường nha. Chiêu nó không tính đâu. Con chiến binh đánh thường. Là tôi chạy như hoàng lâm viên marathon tôi mới gõ cho động được một cái. Bị khống chế đi. Chứ chỗ này, à đây đây. Đợt. Nó chỉ đứng im thôi. Nó không bị khống chế. Làm sao để cho nó bị khống chế không nhỉ? Si bà chắc là để kiếm được 100 trứng rồi mình sẽ quay video mở cho mọi người. Nếu mà mình bỏ 100 về mà được 2 triệu rưỡi vàng, nếu mà bỏ 100 100 nạp ra mà được 1 triệu 3 vàng thôi là mình on in cái sự kiện này luôn. Ủa khứa kia đi đâu vậy, tắt quách khứa này nó vượt sông ở suối luôn, đỉnh hết, gãy cái tay luôn. Ông nào mà mua có 1.000 bỏ chắc là nát cái bàn phím luôn á. Đây bọn này hình như là auto hay sao á, auto hay con dịch kiểu đang farm thì con dịch chạy qua chạy lại xong rồi dí vào đánh chứ tôi không thấy con dịch hút máu, nếu mà hới thì hơi dở nha. Thật sự game phải có một cái auto riêng cho mấy con sự kiện này, cắt đồ đó, đồ này mình farm mới thấy thường thôi, thấy cái gương làm gì mà ra được mấy cái món này, farm cũng lâu rồi. Một ăn ba tô cơm, một trứng 28.000 vàng, trao đổi đồng giá là mình lời 3.000. Vậy có nên đầu tư không? Có bét 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 âm con chàng hãy kiệt sức, xài xài xong sẽ cao chỉ số sát không vật lý sức lực tốt. 25 tháng 3 là 2 ngày, tại sao nó lại như vậy, thôi kệ đi, ít ra nó cũng cũng được, tại vì thật sự thì mình nghĩ nó lên cỡ 1 tháng như là Knight và là 1 tuần ấy chứ, thế này thì nó
hoặc là xài thì nó mới có thời hạn, giống như trứng trong nai ép chứ. Chứ kiểu này có 2 ngày mà nó man hành này cúc còn phải giặt, ta sẽ cho nó vô chuồng gà. Rồi 26 ngàn lời lời phết, ông nào mà muốn tham quan đừng phụ lòng tao. Sát thương vật lý không có phần trăm nhưng mà có 17 phần, có 17 sức mạnh, tốt khá quá, con này được á. 28.000 vàng lời rồi, 28.000 vàng nữa lời rồi. Mày có khi sự kiện này nó lời ấy, rất là lời luôn. Top 10 sự kiện hay nhất game chăng? Holy shit, top tier kiện. À, hai con âm được rồi, ok sao cũng được. Con này cúc, nói chung là có con vàng rồi, mấy con khác cho vô chuồng gà hết. Top 10 sự kiện mạnh nhất 4.000 năm sát hương phép. Rồi, sát hương phép thì mày vô chuồng gà, không nói nhiều, ở đây chúng tôi không nói không sát hương phép. Vàng tiếp tiếp sau đây cung sát hương phép rồi mày vô chuồng gà luôn, không nói nhiều, gặp cái sát hương phép là cho cúp hết. Rồi, ủa sao tỷ lệ ra vàng nó nhiều thế anh em? Nhiều đây, sát hương phép rồi mày cúp, không nói nhiều. Lực chơi đơn giản, sát hương phép thì ra chuồng gà, màu xanh biển thì cũng ra chuồng gà luôn. Tỷ mà nãy giờ tỷ lệ vàng mở ra cao phết, rất là cao. Mà phải trứng này không có thời hạn, nghĩa là mấy ông có thể tích cái trứng này để mà hết sự kiện mấy ông có thể mở cái bet mà farm được của nó. Nhưng mà tôi làm content rồi nên mà nên tôi phải xài thôi, chứ nếu không mà tôi sẽ giữ lại cái trứng á. Vật lý này bé này có ăn không, có nâng cấp rồi. Ui, 1.400.000 đại đã âm vàng, sức mạnh vật lý sao không, vật lý 4K3 trí tuệ. Trí tuệ thì vô chuồng gà, mấy thằng chiến binh nó ngu lắm, nó không xài não, đừng có vô trí tuệ, vô sức mạnh đi. 26K tốt tốt, 20K, ôi trời ơi, không ổn rồi. Vì là nó cũng trao đổi làm giá thôi, nó không có lời. Nó tụt xuống 20K cơ mà. 4% trí tuệ nữa, đã bảo là bọn này không có não rồi, ở đó mà trí tuệ. Bạn may mắn làm sao? Ông nào mà cày chai, tích góp, mua được một cái trứng, mở ra chúc bạn may mắn làm sao? Khó chịu. 5 ngày của mấy ông biến mất, 29K. Ừ, mở ra hoàng lại luôn cũng được nữa. Mở bây giờ mấy con bé ông, tôi thấy con này là ngon nhất rồi, mấy con còn lại cứ mở ra vàng thôi là được. Xả kho quay, tính ra sao sự kiện này là mình quay sự kiện này lời vãi cứ đó. À, lộn lộn, sorry, cái cảm xúc tôi nó hơi mạnh đấy, thành ra là tôi phát ngôn hơi bị đằng. Sự kiện này nó hơi bị xịn nha, tại vì mình lời á, mình lời, mấy ông nhớ tôi phân tích hồi nãy không? Lời 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 lời, mấy ông không nhớ thì tua lại nha, tôi không có nói đâu, tôi nói thì AD fit cái tỷ lệ vàng này nữa thì mệt. Ủa à, con này là cái con ghép, tôi tưởng mở ra được bé tím chứ. Hi hi, mong đời hoàng không đánh giá nhé, hoàng cứ giữ như vậy là tốt. Hai đốt dung bé, game hay game hay game hay game hay, hai đốt đít game. Nhưng mà nếu mà như vậy thì vàng nó chắc chắn sẽ lạm phát trong tương lai nha, cái sự kiện này sẽ làm cho vàng bị lạm phát đấy, không đùa, hạt nghiêm túc không đùa, vàng có thể bị lạm phát. Khéo léo à, thôi bọn chiến binh này nó cục lắm, nó không cần khéo léo đâu, đúng cái sức mạnh thôi. Sát hơn 5,34 sức khỏe, sức mạnh không phải là sức khỏe. Ây à, khó chịu. Gì đây, cô em là ok bình thường. Ủa quay bé tím này anh em, tại sao lại có bé tím trà trong dưới đây? 1 2 3 4 5 6 7 dòng không có dòng nào xài được, thế thì vô chuồng gà. Đó đó một bé tím chúng tôi
Bét tím cái éo. Bét, nói chung là phẩm chất cao nhưng mà chuồng gà vẫn là chuồng gà. Không quan trọng bạn có âm, bạn có phải là âm hay không. Bạn mà dở người là bạn vô chuồng gà. Ô 17 này. Ui cái này có him tăng 5,2% sát thương vật lý. Top 10 con âm mạnh nhất. Vậy nó cùng sức mạnh, cùng sát thương vật lý nhưng mà nó có thêm cái dòng tăng thêm phần trăm này. Lời phết. Đó, mấy con còn lại chắc là bán luôn đi. Em. Kìa, có thêm con ông tím nữa kìa. Hai con ông tím. Không quan trọng bạn có phải là con gì. Chỉ số bạn như quần thì bạn vô chuồng gà. Sức khỏe. Không, ở đây chúng tôi không sức khỏe, ở đây chúng ta sức mạnh. Sát thương vật lý. Sao nó lại như vậy? Khó chịu. 1,6 triệu rồi. Lời á, gắt lời. Có thể nói dân buôn chơi cái sự kiện này là vua các nghề, thật sự. Mình đã đủ rồi, bây giờ mình có thể làm thêm mấy con âm kia nữa. Âm kia hình như là phải chịu hồi ga. Con âm làm từ quạt, mình nghĩ là mình sẽ 10 trứng, thật sự. Người chứng mà nghèo quá. Một tiếng đã cho vai rồi. KD. Cuốn sách gọi dịch mà em cần ở đâu rồi. Đây là sách cường quá. Không phải sách gọi dịch. Đáng lẽ cái video này tôi đăng sớm rồi. Đăng sớm nhiều tương tác ấy. Với lại nó nổi. Nhưng mà tôi ngồi quyết định cài thêm 1-2 tiếng nữa. Và đó là lựa chọn ngu nhất của tôi. Bởi vì treo không ra. Chiến binh farm rất là đằng. Thật sự chiến binh farm rất là đằng. Mấy ông chơi cái này thì mấy ông nên chơi cờ đá đánh xa. Một là xạ hữu, hai là pháp sư. Thật sự luôn.